Bonsai xin chào tất cả anh em nhé. Thì mọi hôm là mình chưa, anh em hỏi nhiều, mình mới bảo là mình chưa bán. Cái này thực sự mình cũng mua về nuôi đã. Rất nhiều anh em gọi điện rồi. Thì hôm đấy là mình quay anh Tuấn, mình cũng anh em cũng nói chuyện nhau rất lâu rồi. Bắt tay cái tiếc nói chuyện. Thì đấy là anh em mình, tôi với anh Tuấn thì giao lưu mấy cây rồi. Đấy, quay rõ mặt không? Thì Bonsai mà anh Tuấn đâu này, đẹp trai thế này mà. Yên. Thì hôm nay chính thức là thuộc sở hữu của mình. Đấy. Yên quên đéo mang máy đếm tiền hiểu rồi. Đếm tay mỏi lắm. Đây là hơn 20 triệu tôi đặt cọc trước rồi. Còn mai kia tôi cẩu cây về đấy thì tôi sẽ lên làm một cái video cẩu cây cho anh em xem nhé. Nó chỉ là cái nhỏ nhỏ thôi. Đây nhá, tôi đếm trực tiếp cho anh em xem đây, 20 triệu đặt cọc trước. Này giờ mỗi một lần điện là ta lại phải cho số điện thoại mình. Không phải điện em không bán nữa, không phải điện nói thế nhanh thế gì? Nói anh em ấy, không phải ai điện cho em nữa, không bán nữa đấy chứ không phải điện cho thằng em mà em con mẹ thằng nó điêu thằng Tiệp nó bảo đúng 4 giờ nó đưa một thằng lên xem nên nó không mới lên với chồng em làm cái gì nó đấy nó lúc mày đi đấy nó bảo tôi anh cứ để im đấy thì 4 giờ là em đưa ông anh em lên vừa thăm nhà bác với cả là... Tôi nói thật với anh em, chưa ai đi một cây như tôi cả. Nói một là một, không mà cả không biết gì, không biết bao nhiêu tiền. Thế nhưng ý là ông anh giao đi với anh Tuấn là tôi không nói là thứ hai, thấy chưa? Đây là 10 triệu thôi anh đến cho em. Cứ cầm 20 triệu cọc cho anh nhá, thấy chưa? Đấy, nói nét là nét, còn cẩu cây còn tất nhiên anh em không, anh không phải là ôi, cho hai số và mua lại cái gì không ấy nữa, được chưa? Đấy, bắt tay nhìn cái chụp ảnh cái một đoạn video ăn chai lơ mai tôi quay cho anh em xem nhé, thế là sướng rồi, được chưa? Đấy, cảm ơn anh nhé. Rồi không nói lên lời thứ hai rồi, cảm ơn chú Yên.